Rồi, chào các bác nha. Bữa nay là ngày 16 tháng 7 nè. Quay cập nhật số lượng máy xíu. Đây là số lượng máy còn ở công ty. Bữa nay cũng bán được hơn 5 chiếc rồi. Đang làm cho khách máy rất nhiều. 95 này cũng mới bán xong, cũng đang chuẩn bị hạ bồn đây. Hôm qua mới diện lô máy cực kỳ đẹp á, giống như con này nè, 8803 nè, nhìn mới luôn, ba tạ, bánh trăng lì. Các bác nhìn cái bọn chụp của nó nè, đó. Rồi, đây gần trước quay cái máy mới bữa ngày về nè. Các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình thì các bác ở dưới đây có cái nút nhấn đỏ đỏ, nút like, subscribe, nhấp vào đó là các bác đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Tại vì máy về tới là mình sẽ update, đăng video từng con, có số khung, số máy hết. Các bác chỉ việc vào cái list máy ra ngoài sử dụng, xem. Thì giờ mình đi lên trước xíu. Mấy khách mua máy đang ăn cơm, bảo dưỡng máy xem nào xong rồi về thôi. Nói chung máy móc cũ rồi không có gấp, thì mình làm cho nó hoàn chỉnh rồi mới đi. Đây mấy con đẹp rồi đây đó. Mình đang trước quay, đây là máy phía trước. Đang chưa giao cái chiếc 6040 này về Long An. Đó, đẹp chưa? Máy cài. Bên cũng còn máy gặt đầy đủ nhiều lắm. Để mình vô ảnh mình quay cho các bác xem. Đây là mấy con đời mới, đời 26, để hôm trước hết. Chiếc 105 đời 27. Lớn lắm, ông bác có nhìn trong hình vậy thôi chứ nó lớn lắm. Ngay trời vừa mưa, ngày tối. Đây địa chỉ công ty mình ở tỉnh Vĩnh Long nha các bác. 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, gần đền thờ Phạm Hùng với lại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long á. Mình chỉ có một địa chỉ nhất tại Vĩnh Long thôi nha, bất cứ ở đâu chỗ khác là không phải, màu nhận hết á. Đây có nhiều bác không biết sao mà nói là ở mấy cái tỉnh khác, mình chỉ có một địa điểm duy nhất thôi.